Vâng, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh Huy Mặt Trời. Và hôm nay công ty tôi lại có một video mới rất là hay. Chúng tôi sẽ lắp ráp các bạn và chỉ các bạn cách lắp một chiếc bóng năng lượng mặt trời bóng cao áp 100W. Chúng tôi sẽ chỉ các bạn cách lắp xem nó như nào khi nó lắp ở ngoài đường hay là khu ao hồ, khu chống chạy thì chúng ta sẽ lắp ở trên trụ cột ra sao. Tại vì lắp trên trụ cột sẽ khó khăn hơn khi chúng ta lắp trên mái nhà. Tôi sẽ chỉ các bạn xem như thế nào. Xin mời. Vâng, xin mời kỹ thuật lắp chiếc ống trước. Tôi có một cái ống tròn dài khoảng 60cm. Cho nên là tôi lắp vào để cắm cái bóng ở trong đây để cho nó tự nhiên, để có sáng tự nhiên. Khi chúng ta lắp thì chúng ta tính từ phần điểm chúng ta lắp cho lên đến đỉnh ống chúng ta khoảng 40cm. Thì tôi sẽ lắp ráp tấm pin xem là nó như nào. Tại sao mà phải quay cho bạn xem là cái cách lắp ráp tấm pin, bởi vì cái tấm pin để lắp ráp nó rất là nhiều chi tiết, nên tôi sẽ chỉ qua cách xem là lắp ráp như nào nó đẹp và chắc chắn. Xin mời. Tấm pin của tôi là gồm có hai thanh dây. Hai thanh dây chạy dọc theo cái tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc bóng. Nên là chúng mình thấy là chúng ta sẽ lắp hai thanh dây trước. Một bộ ốc thì gồm có một con ốc và một con lưng. Con gọi là chính xác là gọi là một cây cu và một con lưng. Ta sẽ lắp từng chiếc một. Vâng, khi chúng ta lắp xong chiếc ốc cuối cùng trong hai cái dây này, chúng ta sẽ dùng lục giác để chúng ta xoáy cho nó chặt. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái tấm thanh ngang kết nối giữa hai cái dây để chúng ta sẽ lắp tấm pin lên cho chắc chắn hơn. Chúng ta sẽ lắp chiếc ống tròn này. Cái này là cái mà để chúng ta sẽ cắm trên đầu cột để cho tấm pin chúng ta ở trên đỉnh cột. Kích cỡ ốc của chúng ta đây gồm 3 loại kích cỡ. Ốc nhỏ nhất thì chúng ta dùng lắp thanh dây này. Kích cỡ thứ hai to hơn chút thì chúng ta dùng lắp chiếc ống này. Và kích cỡ thứ ba to hơn và dài hơn thì chúng ta cũng cho vào lắp vào chiếc ống để giữ chân giữ đầu cột cho chắc. Các bạn lưu ý kích cỡ. Rồi, sau khi chúng ta lắp xong này thì chúng ta sẽ lắp tấm pin. Chúng ta để ý khi lắp tấm pin năng lượng mặt trời thì làm sao mà chiếc ống nó sẽ nằm ở giữa tấm pin này. Chúng ta sẽ xoáy chặt những chiếc ống này lại sao cho tấm pin cố định với đỉnh cột chúng ta, nhằm mục đích khi gió thổi sẽ bị xoay, khi nó bị xoay hướng thì nó sẽ không đẹp và đồng thời nó sẽ không đảm bảo, thì rơi xuống nó sẽ hỏng rơi vỡ của chúng ta.
giờ chúng ta sẽ lắp chiếc bóng vào. Chúng ta xuyên qua và chúng ta cho đầu dây qua đây để chúng ta dễ dàng lắp đặt hơn. Chúng ta sau khi chúng ta cho bóng vào, chúng ta sẽ có hai chiếc ốc để chúng ta ghim lại để làm sao mà cho cái bóng của chúng ta ở nguyên một vị trí, sẽ không bị xoay khi gió thổi, nó sẽ không bị nghiêng. Chúng ta nhớ là hãy dùng lục giác, chúng ta xoáy vừa chặt và ốc đẹp. Trong quá trình lắp đặt giữa tấm bi và chiếc bóng thì chúng ta nhớ là làm sao mà dây chúng ta làm sao giấu được vào bên trong ống như thế này thì là sẽ đẹp nhất. Chúng ta khi mà chúng ta có thời gian chúng ta làm ngay từ đầu tiên ấy, thì dây chúng ta sẽ luồn từ trên đỉnh ống đây, chúng ta luồn vào trong và chúng ta sẽ khoan một lỗ thủng ở chỗ cột đây để chúng ta cho cái này qua, thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo hơn là tất cả cái dây thì chúng ta nên là phải nằm trong ống hết, thì như vậy chúng ta sẽ là vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn. Và khi chúng ta nối hai đầu dây với nhau, các bạn nhớ có một đầu khuyết và một đầu thừa, chúng ta cho hai đầu gặp nhau để nhằm mục đích là âm dương nó chính xác. Chúng ta cắm thật chặt và sau đó chúng ta xoáy cái nhựa này vào để nhằm mục đích là nước mưa không vào cho chỗ nối chúng ta để không bị chập cháy hay bị làm sao cả. Và mình cũng sẽ dựng lên xem như thế nào. Đây là một chiếc bóng cao áp mà hình là 100W, pin là pin nó nằm liền ở trong chiếc bóng. Đấy. Cao, đẹp, chắc chắn. Vâng các bạn ạ. Còn về phần đế thì chúng ta có hai phương pháp để chúng ta có thể là làm đế để sao cho nó chắc chắn. Phương pháp thứ nhất là chúng ta có thể làm đế mà hàn tường bích như thế này, rồi chúng ta khoan lỗ, chúng ta khoan xuống nền gạch hoa hay là nền bê tông thì như vậy nó sẽ rất là chắc chắn. Phương án thứ hai, chúng ta vẫn để nguyên như này, chúng ta chôn đất 50-60cm rồi chúng ta đổ bê tông vào, thì như vậy là cột đèn chúng ta sẽ rất là chắc chắn. Vâng, chúc bạn thành công. Video của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi. Chúng tôi sẽ có những video và những chương trình mới hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách.